Có một chi tiết ngay lập tức đã được truyền thông phương Tây tìm ra trong sự kiện Triều Tiên diễu binh hôm 15 tháng 4 kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Đó là các tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể phóng từ tàu ngầm, lần đầu tiên được Bình Nhưỡng công bố đã được chở trên những chiếc xe tải made in China. Những hình ảnh chụp lại từ lễ duyệt binh năm nay cho thấy đây chính là các xe tải do Trung Quốc sản xuất và logo công ty Sinotruk của Trung Quốc có thể được nhìn thấy trên các xe tải này. Trước đó vào năm 2016, Bình Nhưỡng đã sử dụng các xe tải Huyu của Sinotruk để chuyên chở một hệ thống pháo binh di động trong buổi lễ diễu binh. Trả lời báo chí về thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Là nước láng giềng, Trung Quốc và Triều Tiên duy trì thường xuyên một số giao dịch thương mại. Đồng thời, như một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Trung Quốc tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ quốc tế, bao gồm cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Kể từ năm 2006, việc vận chuyển các trang thiết bị quân sự từ nước ngoài tới Triều Tiên sẽ bị coi là chống lại lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc kiểm soát các phương tiện và thiết bị mà có thể được sử dụng cho cả hai mục đích dân sự và quân sự dường như bớt khắt khe hơn.